Thôi nãy rồi. Thầy giả ra chứ. Bấm máy nút nguồn mình nút kia luôn. Ừ, máy lần luôn. Nhiều lúc ta gọi ta đéo bây giờ nghe. Thế mình lại mấy cái rác mình dục vô trên cháy ghê hơn hơn. Đâu rồi, giờ nhốt rồi hả? Ái đồ mẹ. Xong rồi đây. Cái này gì đâu mà vô thèn cắm. Hả? Đâu không đang được chén. Anh đi chăn út thôi ha. Ừ. Tiền mình đi. Chứ mày làm chức gì đó mà. Chứ mày làm gì đó. Ngày nay mày đi về nhà mày không nhậu với lạ. Thì chạy xuống đây tao cho uống chi đéo đâu mà ghê vậy. Này nó lợt hết rồi ha. Khoảng lớp tiêu hộp dưới. Về đá dặn đá đâu không? Muối sơ sơ thôi.
Thôi, thử cần gì, tí nữa đem về cho nghe luôn ấy. Anh có đem đèn pin đó mà. Bố chắc cái đồ lên chưa?